Chào các bạn, tôi là Hải Duy, chuyên gia đào tạo massage trị liệu của Hadoo Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn bài massage chăm sóc da mặt thông kinh lạc. Bài massage chăm sóc da mặt thông kinh lạc sẽ mang tới các hiệu quả nào cho khách hàng? Trước tiên là cũng giống như massage mặt thông thường sẽ giúp làm sạch da và hấp thu dưỡng chất cho da. Thứ hai là sẽ giúp đả thông tắc nghẽn ở trên khuôn mặt, giúp khí huyết lưu thông và làm cho da mặt của chúng ta được khỏe lên từ bên trong. Thứ ba sẽ tìm ra được những cái mối liên hệ giữa sức khỏe tạng phủ của cơ thể đối với các khu phản chiếu tạng phủ ở trên vùng mặt. Và thứ tư là sẽ giúp cải thiện tình trạng bị đau đầu, đau xoang trán, xoang thái dương, mất ngủ. Và cuối cùng là giúp nâng cao cơ mặt, làm mờ nếp nhăn và giúp cho da sáng khỏe, hồng hào. Sau đây chúng ta sẽ tới với các phần cần chuẩn bị cho bài massage chăm sóc da mặt thông kinh lạc. Trước tiên chúng ta cũng sẽ cần chuẩn bị các cái chậu nước để sử dụng làm sạch da mặt cho khách hàng trong quá trình chăm sóc. Thứ hai là đây là máy xông để giúp cho thải độc ở trên khuôn mặt, trên phần da mặt của chúng ta. Tiếp nữa là chúng ta cần có một máy 5 trong 1. Máy này sử dụng chính ở trong cái bài này là để hút cái phần dầu thừa và mụn cám ở khu vực hình chữ T ở trên mặt. Phần tiếp theo là chúng ta sẽ cần chuẩn bị những công cụ dụng cụ sau đây. Một là chúng ta có một cặp ngọc. Cặp ngọc này được sử dụng để thay cho bàn tay chúng ta trong quá trình massage chăm sóc da mặt. Cặp ngọc này thì đã được làm sạch và khử trùng bằng cồn. Một ống hút mụn cũng đã được làm sạch và khử trùng bằng cồn. Ở đây là mặt nạ, chúng ta có thể sử dụng nhiều loại mặt nạ khác nhau và mặt nạ được chuẩn bị ở đây là mặt nạ nghệ hoặc là chúng ta có thể sử dụng các loại mặt nạ mà bằng miếng hoặc là mặt nạ bằng chai. Đây là mặt nạ giấy nén được sử dụng trong quá trình đắp mặt đối với các loại mặt nạ bột. Chúng ta cũng cần chuẩn bị bông tăm. Bông tăm này sẽ sử dụng để tẩy trang cho vùng mắt nếu cần thiết. Cũng sẽ sử dụng để làm sạch cái ống hút mụn cũng như bông tăm này sẽ được sử dụng để thẩm thấu cái phần tinh dầu trong quá trình mà chúng ta xông mặt cho khách hàng thì chúng ta sẽ nhỏ tinh dầu vào phần bông tăm và đặt ở đây ở đầu của cái máy xông sẽ giúp cho khách hàng trong quá trình xông mặt sẽ cảm thấy được cái hương thơm nhẹ nhàng cũng như là cái tinh dầu này nó sẽ mang tính chất khử khuẩn để làm sạch da cho khách. Đây chính là chai tinh dầu mà chúng ta nói tới. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng nhiều loại tinh dầu khác nhau, ví dụ như là tinh dầu xả chanh, tinh dầu tràm trà đều có cái khả năng diệt khuẩn tốt. Đây là chai nước để sát khuẩn tay sẽ được sử dụng để làm sạch tay cho kỹ thuật viên trước khi mà thao tác chăm sóc cho khách hàng. Đây là chai cồn sẽ được sử dụng để sát trùng và diệt khuẩn tất cả các loại công cụ dụng cụ. Nước muối sinh lý được sử dụng để làm sạch da mặt sau khi chúng ta hút mụn và dầu thừa. Đây là miếng mút để rửa mặt cho khách hàng. Bông tẩy trang. Còn lại là bộ mỹ phẩm sử dụng trong quá trình chăm sóc dành cho khách hàng thì trước tiên chúng ta sẽ có đây là chai nước tẩy trang ở dạng oil chúng ta sẽ sử dụng để tẩy trang cho khách hàng. Sữa rửa mặt. Tẩy da chết. Toner. Dưỡng da. Kem massage và cuối cùng là kem chống nắng. Đây là toàn bộ các cái công cụ dụng cụ cũng như là các loại mỹ phẩm sẽ được sử dụng ở trong quá trình chăm sóc da mặt cho khách hàng và chúng ta sẽ lần lượt đi vào chi tiết của từng bước một của chăm sóc da mặt thông kinh lạc.